Vâng, thưa, xin được trở lại với phần 4 của chương trình Chuyện Người Chuyện Ta của Sài Gòn TV do tôi phụ trách. Và quý vị đang theo dõi phần nói chuyện hương thơ với ông Chín Đàm, là chủ nhân của Hội Việt Lộn Long An, cũng như là một người đang được mang biệt danh là Triệu Phú Hội Việt Lộn. Và qua cái phần trình bày của ông nhắc đến người mẹ của mình rất là nhiều. Được biết ông đến Mỹ lúc 12 tuổi thôi và cũng xuất thân từ một gia đình bố cũng từng là nghề cảnh sát, và ông đã mất trong trại tị nạn, trại lao tù cộng sản sau 3 năm bị giam giữ và sống với mẹ, nên tất cả những tình thương và những cái sự yêu quý dành cho mẹ, và mẹ cũng là cái người mà đưa ông đến nhiều cái quyết định quan trọng trong cuộc sống. Ông có thể nói về người mẹ của mình, tại sao bà lại giỏi về kinh doanh và có những cái sự nhận xét quá bén nhạy như vậy ạ? Thì Chín gọi là mợ, chắc hồi xưa học kỳ rồi gì vừa đây nó bắt đầu nó đổi rồi. Thì nói tại mẹ của Chín là thường thường là 8 tuổi đã đi buôn rồi. Mà cái nghề buôn đầu tiên là mình gia đình nghèo trong một cái gia đình giàu. Thì những bài học là chỉ người giàu nó mới chỉ cho con cái nó thôi, hay là nó thương người nào nó mới chỉ cho cách mà buôn thôi, chứ còn những người khác nó không chỉ. Đó, tại hồi xưa đó là cái nghề là bán đồ cốm ở Hà Nội. Đó. Thì là mẹ của Chín là chuyên môn chỉ. Tại nhiều khi lúc mình nung cái đồ cốm ra đó, đồ cốm. Thì nó đâu phải là 100 cái lá ra như vậy đâu, có nhiều cái nó không đủ lửa rồi nó cong này, nó méo cái này. Đó, thì nhiệm vụ của mẹ của Chín á là đồ ngon á là người khác đi bán. Còn cái đồ mà méo đồ kia rồi ra không đúng màu, không đúng tiêu chuẩn á là bà ra đi chợ bà bán. Thì đồ đó người ngoài xài vẫn được nhưng được giá rẻ hơn. Đúng không? Dạ. Đó, chứ không phải là nó không tốt. Nó có vứt đi một cái gì. Còn đồ á mà đồ tốt á, đúng tiêu chuẩn á thì nó xuất cảm hết. Dạ vâng. Đó là mình chuyên môn đẩy hàng kẹt. Thì bà học là từ những cái bài đó bà chia sẻ với con cái của mình. Đó, nó là có 8 người con phải không ạ? Vâng, năm anh và ba chị. Vâng. Còn là Chín là út. Là Chín theo miền Bắc gọi là đó. Một số. Thì là những bài học là như vậy. Gia đình hồi xưa là bán vải. Vào Nam thì bán vải. Không, bán vải ngoài Bắc luôn. Và vừa làm đồ gốm vừa làm bán vải. Vâng. Tại ở trong gia đình của một gia đình khác, cũng gia đình mà rất là giàu. Là sao ạ? Cũng họ hàng hay sao? Vâng, họ hàng thôi. Ở chung với nhau. Đó. Đó, nhưng mình là gia đình nghèo. Đó, nhưng mình được huấn luyện ở gia đình giàu, nên vậy người ta chỉ mình cách làm tiền. Dạ vâng. Chứ thường thường buôn, không ai chỉ mình đi buôn hết, nhớ không? Dạ. Có gì cho nó tiền, nhưng không dạy nó buôn. Giữ nghề. À, đó, giữ nghề là như vậy. Đó. Thì từ những bài học nhỏ như vậy đó, xong rồi mình buôn, xong rồi gia đình là bán vải. Đó, thì mẹ cứ dạy là con đo vải ở Việt Nam là đo ấy đâu, lúc mà đo vải con đo 1 mét ấy, thì đo cho đúng, đo mà đúng thì ăn suốt đời không hết, mà con đo một mét mà con cứ kéo lại con ăn gian người ta đó là con chống gậy mà ăn. Cái mình nói là chống gậy là gì, nói gì chống gậy đi ăn mày ấy. Như vậy là làm ăn mà cũng phải có đạo đức trong cái vấn đề kinh doanh. Vâng, đó là bài học của mẹ. Vâng, mẹ dạy những cái căn bản. Thì từ đó lúc mà mình biến rác thành tiền á, với lại có những căn bản đạo đức á, thì làm trời cho ăn không hết. Và vấn đề mà cái rau muống, cái câu chuyện về rau muống mà mẹ cũng dạy cho ông từ cái rau muống á, là lúc mà tuổi Nhật nó vô đó, nó mang tê rồng vô, tê rồng 3.000-4.000 á, tức là 4.000 triệu trong 1 inch á. Thì á, là cái ngành hồi xưa là mình dệt vải á, là mình bị lỗi thời, thì lúc là gia đình lại phá sản nữa, thì bà về lấy rau muống đi bán. Thì á, là rau muống là cái cọng rau muống á, cái cọng thì nó ngon. À, cái cọng thì non. Đúng không? Nó non. Nên vì vậy bà cứ ngắt ra bà bán trước. Xong rồi bà thì chi đấy, mày thấy cái cọng dưới không là già đó, không ai mua hết đó. Cọng này là vô một rác thôi. Đó, xong rồi bà lấy cái đồ trẻ ra. Bà trẻ rau muống ra. Trẻ. Thì bà nói cái cọng này nè, những cái quán bún nó hay mua rau muống trẻ. Thì cái rau muống này á, trẻ tại vì nó có công vô nên nó bán mắc tiền hơn cái cọng kia nữa, nên vì vậy khi nào mày biết biến rác thành tiền thì mày ra mày làm cái ngành gì cũng thành công. Bà năm nay bao nhiêu rồi ạ? Bà được 92. 92 tuổi, sức khỏe cũng còn mạnh. Vâng, vẫn còn khỏe. Vâng, bác đây nếu có hình ảnh của bà xin anh cho chú lên để cũng cảm ơn người mẹ rất là đáng quý của ông Chí, là một cái yếu tố đưa đến sự thành công của ông. Và bên cạnh đó, người ta nói sau lưng người đàn ông thành công cũng là một người đàn bà. Mà ngoài cái ông có đến những 2 người đàn bà, tại vì được biết là ông Chính cũng là tốt nghiệp và
đại học về cái ngành tài chính, nhưng mà người vợ của ông là một dược sĩ, và năm nay ông có 4 người con trai gọi là tứ quý. Ông có thể nói về vai trò người vợ lúc nào cũng gọi là hỗ trợ sau lưng của ông. Vâng, thì bà xã tên là Lệ Chi, thì bà cũng kiên nhẫn lúc mà làm ăn á, mà mỗi lần mà gặp bà là bà biết mỗi lần tới bà nói cần tiền nữa rồi. Trời ơi, đúng là vợ của mình, ông chưa nói ta đã hiểu rồi, thì mình mới gọi là vợ. Không ai hiểu tôi bằng vợ tôi đó. Thì là người đàn bà lúc nào người ta cũng giữ tiền, còn tiền thủ ấy, để thủ để mối còn bị trục chặt á. Thì 6 năm trời là làm là cứ đi xin tiền ở bên vợ, gọi như là anh bám bên vợ rất là xấu hổ đó. Nhưng vợ người ta không hát vui mình, chắc tại một lời thề chứ chiếc bàn chúa, nên mình lúc nghèo phải có nghèo, lúc giàu phải có giàu, họ đoàn có nhau vợ ạ. Nên vì vậy lúc mà hai người mà nhìn chung một hướng á thì là người ta thông cảm, nên vì vậy cái đó rất là quan trọng. Chúng tôi thường thường lúc mà ra đời, lúc mình xuống người ta đạp mình luôn, chết cho mình chết luôn đó, mà chỉ có vợ hay là mẹ mình hay những người trong gia đình thì thương mình đó, cứu vớt đời đó. Để mình có thể là một lời nói hay là có một lời khuyên thôi. Vâng, đúng không? Đó, chúng tôi te tua làm ra ngoài thương trường, chết là chuyện vâng, thường chứ không có gì là lạ hết đó. Thì đại khái là như vậy. Vâng, được bà xã ủng hộ cũng rất là quý mến. Và ông có 4 đứa con, thì ông nghĩ cái người con nào sẽ tiếp tục cơ ngơi sự nghiệp của mình không ạ? Không, thì ba đứa đầu thì tôi nghĩ là sao, tụi nó thông minh thì chắc nó làm nghề riêng rồi nó. Nhưng còn đứa cuối thì nó hơi chậm, thì nó chậm mà nó hoạt bát nữa, nên nó hơi có gì con là chậm trong cái việc học nhưng mà hoạt bát trong cái việc kinh doanh. Vâng, thì nói con cái gì cứ ra phụ bố đi, thấy không? Xong rồi cứ ra phụ bố như là bán hội chợ, bán gì đó. Tại những bài học đó là thường thường là làm ở ngoài hội chợ không à. Đó. Mình thấy là nói chuyện với ông cũng như là cách phong cách của ông, tuy là có thể nói là cũng rất là thành đạt trong vấn đề thương trường, nhưng mà ông rất là bình dị về cuộc sống của ông. Khi mà trở thành một người có nhiều tiền, thành công trong tất cả nhiều lĩnh vực, thì ông có thay đổi con người hay cách sống của mình so với ngày trước không ạ? Không, thì mình vẫn phải như vậy đó, nhưng bây giờ là có nhiều thì giờ làm nhà thờ nhà thánh hơn đó. Công đức đó, giống như nhà thờ Westminster cũng sắp sửa xây, những cái trung tâm thì cũng vô phụ cha Tuấn đó. Xong rồi còn bà xã nói em xây nhà được chưa, xây đi đó, sau 20 năm chứ đâu phải là tự nhiên mà nó tới đâu. Vâng, đó thì bà cũng chịu đựng chứ không phải là muốn cái gì có liền. Yeah, đúng không? Sau sau bao nhiêu thử thách rồi đó, rồi lúc đó là mới có, rồi bây giờ mình làm mình không có bị quấy rầy nữa đó. Đó, vâng, là như vậy. Vậy cái bí quyết thành công bây giờ nhìn lại con đường mà mình đã đi qua đó, thì vấn đề chắc chắn là mình cũng có sự may mắn của Chúa cho, của Thượng Đế. Thì ngoài ra những bí quyết nào cũng có thể chia sẻ với khán giả của Lê Sơn TV. Thưa quý vị, hồi xưa lúc mà ngồi nghĩ lại sắp sửa 20 năm rồi, thì là mình thấy mình làm sai bét hết rồi. Đó, tại mình làm chưa có tới nơi tới chốn là như vậy. Thì những cái thị trường thì nó vẫn còn đó, nhưng mình không theo vấn đề mà đồ ăn á, đồ mình bán đồ ăn á, thì là những cái căn bản, nó là cái bước để mình từ vươn lên. Và nếu mà được á thì là theo vấn đề thuốc men và theo về vấn đề mà năng lượng, tức là energy á, tức là xăng nhớt. Tại mình phải theo những nhân dầu á thì nó tiện, nó xài dễ hơn, nó không có suy đo. Chứ còn đồ ăn á là bắt buộc phải ăn thì nhưng tiền nó rất là ít, cái phân lời rất là ít đó. Và làm cái gì thì cần phải liều, phải lì 6 năm trời lì, chứ mình bỏ dở là mất hết đó. Và phải hên đó, mà cái hên là cái như là chiếm 50-60% rồi đó, là như vậy. Và khi mình thành công thì mình cũng đừng có đứng trên cái đỉnh thành công mà ngạo mạn, mình tiếp tục phải không? Thì lúc mình thành công mình phải vẫn cảm ơn trời. Chứ mình làm thì cũng nhiêu đó thôi, nhưng nếu mà Chúa cho đó thì nó lẹ hơn. Giống như là turbo đó là ăn không hết, đại khái là như vậy. Vậy là còn một cái bài học mà tôi học từ ông là đừng bao giờ tập trung mà đầu tư một lĩnh vực duy nhất, phải không ạ? Vâng, tại lúc mà mình mới ra nghề đó thì mình chỉ làm một nghề thôi đó, nhưng làm một nghề đó thì nghề nào cũng có sự nguy hiểm của nó hết
đó, nên vì vậy lúc mà vừa với làm mà mình thấy có lương căn bản rồi đó là mình phải chuyển từ từ, chuyển từ tới lúc mà mình không làm nữa tiền nó vẫn đẻ ra tiền, tại vì tiền đồng tiền hồi xưa là đồng tiền đồng mồ hôi nước mắt, tiền nó chua lắm, lúc mà đi kiếm tiền nó chua lắm, mà bây giờ mình không đi mà tiền nó vẫn tới đó. Mẹ dạy bên này nó có cái gì nét nét á, bà không biết internet ở Việt Nam á, bà dạy là tiền nó có chân nó chạy được, nhưng bên này á, bà nói bên Mỹ nó khác, là tiền bên này nó có cánh, bà nói cái gì nét nét á đó. Và bà không muốn các con á là theo một nghề bán vải nữa, bà nói tụi bay mà theo một nghề bán vải chết chết cả lũ, nên thì bà già và bà vẫn tiếp tục nhìn ra những cái khía cạnh tương lai, viễn tưởng tương lai. À, cho dù bà không biết về kỹ thuật nhưng bà biết hết đó. Đúng không? Dạ. Vậy là cái điều gì làm cho ông hạnh phúc nhất khi trong những giờ đạt được cái sự thành công bây giờ, ông những cái giờ rảnh rỗi thì ông làm cái gì để cho cảm thấy cái tìm được cái niềm vui an lạc trong đời sống ngoài cái công việc làm hàng ngày? Thì mình làm thì cũng đi phải đi giúp người đó, giúp các cha Việt Nam bà xã, mỗi lần bà hay tổ chức những cuộc gây quỹ đó. Thì lúc mà sau 2006 rồi đó là mình càng lo cho Chúa đó, mình biết phó thác đó là tiền ở đâu nó rơi xuống các bài học đó, tức là mình làm theo mồ hôi nước mắt của mình nó không tới, và tự nhiên cái đó nó tạo ra một cái niềm tin. Không biết nói là có hiểu không? Yeah. Tức là sự an bài của Thượng Đế không ạ? Với lại vấn đề thử thách rất là nhiều. Coi hai vợ chồng có chịu nổi nhau không? Lúc mà tê tua. Lúc hoạn nạn có còn gần với nhau không? Lúc là mà tưởng là hai cái nhà đó là bay luôn được. Đó là nhiều cái chua lắm chứ không phải được tới ngày nay. Với lại lúc mà mình mới nhân viên vô đó, nhiều người ở với mình là gần 20 năm á. Người ta nhìn thấy. Bao nhân viên tất cả? Gần 20 thôi. Đó thì nhiều người là ứng cũng mười mấy năm rồi đó, nếu mà ra hỏi mấy người ta đó người ta hỏi tại sao mà bây giờ vẫn còn ở với mình, nói thì nó anh Chín trả lương thì cũng vội cũng nhiều, nhưng cái thứ hai là cái giờ làm việc á, người ta nó flexible hơn, người ta cần cái gì đi đón con cái là gì đó, mình hỏi tại sao ta ở với mình lâu, đúng không? Tại vì lúc mà lên chức chủ rồi đó là mình quyết định kiểu khác, mình không phải quyết định chuyện lặt vặt nữa mà quyết định như là có cái tình người trong đó, đừng có cứng nhắc quá. Vâng. Đó tại sao ấy, đúng không? Chứ nhiều tại vì nhân viên là họ kiếm tiền cho mình mà. Chứ họ đâu bao giờ nhìn thấy chủ. Đó thì mình cứ nói là anh đại diện cho chủ rồi, chứ người ta đâu gặp chủ đâu. Đúng không? Đó ngoài trừ gặp nhau ở hội chợ thôi. Vâng, cảm ơn ông Chín rất nhiều. Thưa quý vị vừa theo dõi một câu chuyện rất là lý thú, người thật việc thật về một ngưỡng thành công của một người có thể nói là một nông dân chăn vịt và đến trở thành một người triệu phú trong nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng mà ông còn là một người triệu phú của lòng nhân ái và cái sự đức tin mạnh mẽ đối với Thượng Đế, với Thiên Chúa, niềm tin tôn giáo của ông. Và Hương Thơ xin được kết thúc với dòng chữ thư pháp được đặt trên miếng gỗ mà vợ của ông Chín đã tặng cho ông. Hương Thơ thấy ông đã để trên bàn như thế này, bây giờ xin mời ông Chín có thể đọc với dòng chữ trên dòng thư pháp như một lời kết thúc, một thông điệp cho những người nào muốn dấn thân vào thương trường. Đời muốn thành công phải trải qua thất bại, trên đường đời có dại mới thành công. Cái này là tấm bà xã mới đi về Việt Nam về và tặng cho Chín, nó nói chặng này vẫn chưa trễ. Cảm ơn em. Thưa quý vị, đó là chương trình Chuyện Người Chuyện Ta của Sài Gòn TV. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và mong rằng câu chuyện của ông Chín Đàm sẽ mang đến chúng ta nhiều điều suy ngẫm trong cuộc sống về đức tin, về sự thành công cũng như là sự siêng năng cần cù và những cái cơ hội thành công trên nước Mỹ. Xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới.